Xin chào quý vị đến chương trình trực diện TV. Đã gần tới ngày 30 tháng 4 rồi và ở tại Hoa Kỳ trong cái cộng đồng cờ vàng, trong cái vùng mà thủ phủ lý đô Sài Gòn thì người ta gọi đây là tháng 4 đen. Và ngày 30 tháng 4 hàng năm thường gọi là ngày quốc hận và luôn luôn gần như đó là một cái thông lệ. Năm nào cũng vậy, ngày 30 tháng 4. Thường thì người ta cố gắng làm cho đúng ngày để mà tưởng nhớ tới cái thời khắc lịch sử, thời khắc mà chính quyền Sài Gòn đã hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn xóa tên. Và những cái thời khắc đó gây ra rất nhiều những cái cảm xúc và nhiều người mà do lịch sử để lại, những người đã trải qua những cái thời điểm đó đã có quá nhiều các cái ký ức, trong đó đa phần là những cái ký ức đau buồn, những cái ký ức mà tức tưởi. Bởi vì đến nhiều chục năm sau đó người ta vẫn đặt ra một cái câu hỏi rất cũ là tại sao Sài Gòn lại dễ dàng sụp đổ như vậy? Tại sao chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tại sao quân dân kháng chính gì đó cả triệu quân dân như vậy mà lại nhanh chóng tan rã? Và những cái sự sụp đổ nó kéo dài rất nhanh, chỉ có trong tháng 3, tháng 4 năm 1975. Và nó dây chuyền từ nhiều cái địa thả phương, nhiều cái tỉnh thành, từ cái trận đánh ở Phước Long cho đến là những cái trận thua ở bên Buôn Ma Thuột, để dẫn đến hàng loạt những cái việc mà rút lui chiến thuật, rồi những cái việc mà triệt thối, những cái việc mà tái phối trí, để rồi tất cả đều thất bại. Tất cả đều thất bại mà người ta phải lui quân dần trong cái thế vô cùng bị động, hay nói đúng hơn là cái thế tan tác. Cái thế mà chạy tán loạn, những cái thông điệp đó, những cái thông tin đó là nó hoàn toàn mang tính chất lịch sử. Có thể nói rằng đến những cái ngày cuối cùng thì Sài Gòn, biệt khu thủ đô bị bao vây kinh hoàng và siết chặt cái dòng dây bởi quân đội mà người ta dùng cái từ là của Bắc Việt hay là của Cộng sản. Thật ra thì quân đội giải phóng cái gì mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, họ đã có những cái sư đoàn, có những cái lực lượng để mà tiến hành làm những cái điều đó. Và chúng ta thấy là ngày 30 tháng 4 sáng hôm đó là hai cái chiếc xe tăng đã chạy vào ủi sập cái cổng của Dinh Độc Lập, Dinh Tổng thống đó, và những cái lá cờ trên đó là cờ hai màu, là màu đỏ, nửa đỏ nửa xanh. Và chính vì cái điều này cho nên là hàng năm đó, nhiều người mà sống trong cái cộng đồng ở hải ngoại có thể nói rằng luôn luôn tưởng niệm. Nhưng mà năm nay, ngày hôm qua thì chúng tôi đã nói cho quý vị biết rồi, có ba cái chương trình ngay trong ngày 30 tháng 4. Một cái chương trình buổi sáng là của thành phố Westminster, do chính là ông thị trưởng đứng ra coi như là chịu trách nhiệm để mà tổ chức. Một cái chương trình nữa là vào buổi trưa, không phải ở cái địa điểm của ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Ông Charlie Nguyễn Minh Chí là tổ chức ngay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tức nghĩa là gần cái City Hall của thành phố, cái nơi rất là quen thuộc của cộng đồng. Và đối với buổi trưa đó, 12 giờ thì ông Phan Kỳ Nhân tổ chức ở trong trước cái tượng đài Thánh Trần, cái nơi mà hôm rồi xảy ra cái sự đánh nhau. Và buổi tối thì ông Bùi Phát lại tổ chức một cái chỗ trùng với cái nơi mà ông Charlie Nguyễn Minh Chí làm buổi sáng. Và ông Bùi Phát là đại diện cho cộng đồng quốc gia miền Nam California, thì đa phần hình như năm nào ông Bùi Phát cũng làm như vậy. Thì có thể nói rằng chúng tôi cũng mới vừa nhận được một cái văn bản, hay là đúng hơn là một cái thơ mời, và cũng thật ra cũng là một thông báo luôn, đưa ra bởi ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Và ông Charlie Nguyễn Minh Chí đó thì nói về cái việc là mời đến để mà dự cái lễ này. Thì trên tinh thần là những người làm thông tin thì chúng tôi cũng đưa đến cho quý vị để cho quý vị hiểu được cái nội dung của cái văn bản này nó là như thế nào. Thì ở trên cái tiêu đề chúng ta thấy ghi rất là rõ là Office of the Mayor, tức nghĩa là đây là văn phòng của thị trưởng đàng hoàng, phát ra từ văn phòng của thị trưởng. Trên ở phía trên cái tiêu đề thì có ghi rằng cái địa chỉ ha của cái thành phố đó, có số phone và ngay cả website của thành phố, cũng như là cái email của ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Và nói rõ rõ ở giữa này đó là Mayor, tức nghĩa là ông Chí Charlie Nguyễn, là bên đây là có cái hình đàng hoàng, nghĩa là đây nó phát ra là một văn bản chính thống nha quý vị, nhân danh thị trưởng đàng hoàng.
ngày 21 tháng 4 năm 2024, nghĩa là ở phía dưới này thì ghi hoàn toàn tiếng Việt. Thơ mời. Đây các bạn có thể thấy, để mà chúng tôi zoom vào để các bạn thấy cho nó rõ hơn. Đây, thơ mời. Kính gửi quý tổ chức, đoàn thể cùng toàn thể quý đồng hương, thay mặt cho hội đồng và nhân viên thành phố, chúng tôi Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng thành phố Westminster, trân trọng kính mời quý vị tham dự lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 năm nay. Ở đây chúng ta thấy ghi rất là rõ ha, là lễ tưởng niệm quốc hận. Đó. Do chính quyền thành phố tổ chức vào đúng 10 giờ sáng ngày thứ ba 30 tháng 4 năm 2024, địa điểm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đường American Way, thành phố Westminster. Rồi xuống đây là tưởng, cũng xin nhắc lại, năm nay cũng là năm thứ 6 chính quyền thành phố đứng ra tổ chức tưởng niệm quốc hận tháng Tư đen, kể từ khi thị trưởng Charlie Nguyễn Minh Chí đưa ra nghị quyết này vào năm 2019. Lúc đó ông là nghị viên thành phố. Cho tới nay chưa có chính quyền nào trên toàn thế giới đứng ra tổ chức cái ngày lễ này. Ngoài việc thành phố đã thực hiện treo cờ vàng tại tượng đài, tại tòa thị chính và trên các đại lộ Buôn Xa, Trần Hưng Đạo, Magnolia, Brockhurst, nơi cũng có các tên đường Việt Nam khác như Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Tự Do, buổi lễ tưởng niệm năm nay tại tượng đài còn có nhiều tiết mục khác thật đặc biệt, kể cả việc máy bay kéo cờ vàng trên bầu trời và sẽ kết thúc tại khu Buôn Xa, bay quanh lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thương Xá, Phố Lộc Thọ và thủ đô của người Việt tị nạn. Xin mọi người tham dự đông đảo và có mặt trước 10 giờ. Xin hãy cùng cư dân người bản xứ tham dự để cầu nguyện cho các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh thân mình vì lý tưởng tự do tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự bảo trợ 1.250 đồng từ anh Tony, từ anh Tommy Đặng Công, Ti người Việt Autobody, rồi 500 đồng từ anh Vũ, chợ anh Minh và 100 đồng khác từ nhà văn Lão Làng Kiên Lan cho toàn chi phí diễn hành cờ vàng trên bầu trời tự do tại thành phố Westminster. Mọi chi tiết xin liên lạc Linh Đoàn. Linh Đoàn là không biết là Linh nào, Đoàn là ai ta? Hay là bà Linh kia ta? Giống như bà Linh kia quá hả? Không biết bà Linh đó là ai nữa. Hay là bà hôm rồi mới chửi là chạy tới đái. Chúng ta cũng chả biết nữa Linh Đoàn là ai đây. Có lẽ là cái quý vị nào biết đó thì có lẽ là kiểm chứng lại có phải hay không. Trân trọng kính mời thị trưởng thành phố Westminster Charlie Nguyễn Minh Chí. Ở dưới này ký đàng hoàng, ký cái chữ ký này thì giống như là chữ ký ở trong chữ ký điện toán thì đúng hơn. Thì thông qua cái bảng này đó, thì quý vị thấy như thế nào? Quý vị thấy cái nội dung đó. Thì thật ra thì cái bản thơ mời này thì chúng ta phải đầu tiên hết, chúng ta phải ghi nhận là ông Charlie Nguyễn Minh Chí đã mời hết tất cả. Trong đó mời toàn thể quý đồng hương cơ mà. Ở trên này thì không có nói rằng là mời các thông tin cơ quan báo chí truyền thông, không mời rõ ràng như vậy. Và đến bây giờ thì chúng tôi check lại cái email thì cũng chưa thấy là ông Charlie Nguyễn Minh Chí có gửi cho chúng tôi. Bởi vì thông thường đó thì trước đây là chúng tôi cũng hay nhận lắm. Và bây giờ thì cũng chưa có xem, để xem thử coi có một cái email nào đối với thành phố hay là ông Charlie Nguyễn Minh Chí mà họ gửi hay không, để mà nói về thật ra thì trước đây cũng đã có rồi, nói về cái việc mà cái này thì cái email cũ rồi, ngày 20 tháng 3, trong đó cũng có nói là thành phố Westminster làm khánh thành trụ cờ vàng nghi lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa đại nhạc hội Thương Sáp Đức Thọ, và cũng nói luôn là về vấn đề mà treo cờ nữa, vấn đề 30 tháng 4 luôn. Cho nên thì còn cái thơ mời mới thì chúng tôi chưa thấy, có lẽ là chắc là cũng không có gửi nữa đâu, bởi vì hôm rồi đó
mà mời chúng tôi đến thì cũng đâu có giữ trật tự được, để mà rồi xảy ra những cái vụ mà cái đám lưu manh côn đồ nó làm lộng hành trong cái khu vực đó. Mà đến ngày hôm nay thì ông Charlie Quang Minh Chí cũng vẫn câm miệng, không có lên tiếng gì hết. Thì bây giờ mà với một cái thơ mời như thế này thì nó tạo ra một sự hoài nghi cho cộng đồng. Cộng đồng họ không biết rằng cái đám lưu manh côn đồ, cái du đảng đó, nó có sẽ tiếp tục hay không, nó sẽ đa ra, nó hành hung những người khác, nó đuổi người khác, nó thay mặt Nguyễn Minh Chí nó đuổi người này người kia hay không. Giống như chúng tôi đã từng bị đó, nó ra nó hỏi rằng tụi bay không có được quyền có mặt ở đây, tụi bay làm không có tư cách ở đây gì, nó nói lung tung Sài Gòn, không biết nó đại diện cho cái đảng nào, cái phái nào, hay là đại diện cho cộng sản, hay là đại diện cho ai, mà nó lại có cái sự lộng hành trong cái cộng đồng. Mà cộng đồng này ta nói là cờ vàng, mà cờ vàng thì chỉ có cộng sản là ghét thôi, theo như cái định nghĩa của các cụ trong cộng đồng cờ vàng. Thì cái đám côn đồ này nó đến từ đâu? Mà thật ra đó thì cộng sản người ta mà cũng đâu có quan tâm đến mấy cái chuyện này, chỉ là chỉ có những nhóm mà các cái cụ, những cái kẻ mà tổ chức mới có cái quyền đó thôi. Và chính họ đã làm lơ những cái chuyện như vậy, và họ đã để cho một cái bà mà nhục mạ lá cờ vàng kinh hồn rồi để phát cái lá cờ vàng, thì không biết lần này thì có lại như vậy hay không. Và trong cái thơ mời này thì thật ra thì nói về cái việc mà ngày 30 tháng 4 làm cái lễ tưởng niệm, thì đây là một chuyện rất là thông lệ rồi. Nhưng mà trong cái thơ này đó thì ông Nguyễn Minh Chí ký tên, thì có lẽ là thơ là của ông ta rồi, và nói rằng tưởng xin nhắc lại đây là năm thứ 6, và nhấn mạnh rằng á, để mà làm cái buổi lễ như thế này là công của ông cha Nguyễn Minh Chí. Ý muốn nói là ông ta trong cái lúc mà còn nghị viên hồi năm 2019 đã đưa cái nghị quyết này. Ủa mà nếu mà 2019 mà sau này năm nay là năm thứ 6 rồi ta. Dữ dội vậy. 19 đến nay thì chỉ mới có 4 năm thôi mà. Thì thôi kệ, người ta cũng 4 5 năm vậy thôi kệ cũng được đi. Thì người ta thấy rằng ông cha Nguyễn Minh Chí nói rằng là muốn nhấn mạnh rằng đây là cái công của ông ta, đã có từng vào lúc 2019 khi là nghị viên của thành phố đã đưa đề xuất những cái nghị quyết như thế này, là để cho thành phố đứng ra và tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm ngay tại cái tượng đài. Thì cái việc mà thành phố đứng ra tổ chức, hay là các cái tổ chức ở trong cái cộng đồng đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm là chuyện rất là bình thường rồi. Ở đây mà ai cũng muốn thành lập, ai cũng muốn có cái gì à mạnh ai nấy làm thôi, thành phố đứng ra làm là chuyện của thành phố. Còn các cái tổ chức của địa phương người ta làm là cái chuyện của các tổ chức địa phương. Năm nào cũng vậy thôi, trong cái cộng đồng này có khi nào mà tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 đâu. Người ta làm tổ chức nhiều lắm, cái nhóm của Phan Kỳ Nhân thì làm riêng, nhóm của ông Bùi Phát làm riêng, rồi có khi nhóm của quân đội làm riêng, rồi nhóm của các cái hội, hội hội mà cái gì đó, mỗi hội có khi người ta cũng làm riêng. Rồi thành phố Westminster làm riêng, rồi ngay cả San Diego làm riêng, rồi nhiều cái nơi khác họ cũng làm lung tung hết. Nói chung là mỗi người làm mỗi kiểu, lúc rồi họ làm giờ này, lúc làm giờ kia, và tập họp được cao nhất thì cũng phải 100-200 người. Bây giờ thì tập trung mà 1.000 người là cái chuyện rất là hiếm rồi, gần như không có nữa. Bởi vì họ thấy hồi xưa đến giờ mà cứ tưởng niệm rồi cứ gom ra rồi cứ lên dây cót để mà kích động tinh thần, làm dữ dội này kia, đấu tranh cho quý vị, đấu dân chủ cho quý vị, rồi dân quyền cho Việt Nam, mà nào là cộng sản nằm phải coi như là không chấp nhận cộng sản các thứ. Nhưng mà người ta thấy rằng cái đám mà làm những cái tổ chức như vậy, có nhiều người ra ban đêm ban hôm, trời tháng tư này cũng còn rất là lạnh, ra nhiều khi lại phải mặc áo ấm, có khi về còn bị viêm họng, bị đau nhức mình nữa. Mà cuối cùng người ta thấy là ủa, nó lên dây cót dữ dội lắm, kêu mình ra như vậy, thắp nến thắp nếp, đọc diễn văn diễn từ, nhưng mà đa phần cái nội dung chính là giới thiệu các cái dân cử, những cái dân cử ông A bà B lên nói lung tung xà ngầu ở trên đó, và tự đánh bóng tên tuổi. Ví dụ như ngay cả trong cái văn bản này là ông cha Nguyễn Minh Chí tự đánh bóng tên tuổi mình, cho rằng mình là cái người có công để mà tổ chức ra một buổi lễ tưởng niệm như vậy, để cho quý vị đến đó để mà chụm đầu vào, để mà nghe cái buổi lễ như vậy. Cái buổi lễ có cái gì đâu, quý vị tập trung dưới cái ngọn cờ vàng rồi tưởng nhớ đó cái ngày 30 tháng 4, rồi làm những cái lễ chào cờ, những lễ nghi thức, là kêu một số các cái dân cử dân kẹo lên để mà phát biểu, rồi một vài những cái người mà phe nhóm của quý vị lên để mà đánh bóng tên tuổi, để mà nói lung tung xà ngầu, để mà chi kiếm phiếu, để mà kiếm cái sự ủng hộ của đồng hương. Chứ thật ra trong tâm quý vị có cờ vàng không, có vấn đề mà nghĩ niệm 30 tháng 4 gì không?
Nếu mà có thì quý vị đâu có đi vào 33, không có thấy sẽ rất rất là sốc khi mà có Vietnam Airlines trong đó. Khi mà quý vị rất là sốc khi mà quý vị nhận tài trợ của một cái chủ doanh nghiệp mà làm ăn ở trong Việt Nam với xứ cộng sản, trưởng thành và lớn lên giàu có bởi cái sự mưu móc của chính quyền cộng sản Việt Nam. Cho nên tất cả những cái điều này đó nó cho thấy rằng thời điểm như hiện nay ma Phật Phật vàng thao lẫn lộn, và chính vị mà tôn trọng cái lá cờ vàng thì quý vị đâu có để mà du đảng côn đồ lưu manh cái bọn mà nó đi sách nhiễu người khác, nó làm lộng hành trong cái buổi lễ mà quý vị cho rằng rất là trang trọng, dựng lá cờ vàng ở trước quốc họ dưới chân cờ vàng thôi, côn đồ lưu manh cầm lợi mà sắn vào người khác, chỉ tay người này đuổi xua đuổi người kia, trong khi chúng cả có quyền gì cả. Nếu như mà chúng tôi những người mà không biết điều đó mà là kiếm chuyện đó thì nó không dừng là cái chỗ đó đâu, và cái điều đó nó sẽ không bao giờ lặp lại. Nếu mà lặp lại nó sẽ có diễn tiến rất khác và có khi rất là nguy hiểm. Thì trong cái thông báo này tôi không nghe nói rằng ông Charlie Minh Chí đảm bảo rằng an ninh hay không, có đảm bảo rằng an toàn cho những người đến tham dự hay không, và cũng không thấy rằng là có nó có lực lượng bảo vệ như thế nào hay không. Có lẽ là chúng tôi phải chính thức gửi một cái văn bản để mà cho thành phố biết rằng thành phố phải đảm bảo an toàn hay không cho những cái người đến tham dự. Còn nếu như không lên tiếng thì đây là một cái điều báo động. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Có thể nói rằng mà những người đến tham dự phải rất cẩn thận. Bởi vì nó vẫn có thể xảy ra những cái điều cũ. Chúng ta đã từng chứng kiến rồi. Chỉ trong cái tháng 3 thôi, không có bao xa, trong tháng 3, tháng 4, chỉ quá tuần, mấy tuần lễ thôi. Từ cái sự kiện dựng cờ vàng ở trước phố Lộc Thọ thì bắt đầu xảy ra một cái việc mà du đảng lưu manh côn đồ. Rồi một cái buổi lễ chào cờ của ông Phan Kỳ Nhân đầu tháng 4 thì lại cũng có những cái vụ xô xát để mà có người phải nằm đo gián ở dưới đất trước một cái khu thương xá sầm uất của cái người Việt như vậy, dưới chân của cái lá cờ vàng ngay tại cái tượng đài Trấn Đạo. Kinh khủng quý vị. Tại sao mà lá cờ vàng, tại sao nó dính liền tới lưu đảng lưu manh côn đồ, và tại sao những người hô hào là tổ chức dựng cờ vàng tôn sinh rồi nhờ công tôi các thứ, nhưng mà chỉ mỗi cái việc bảo vệ không làm được, cái bảo vệ an toàn cho những người có mặt thôi cũng không làm được nữa, thì làm cái gì quý vị lãnh đạo thành phố cái chỗ nào, quý vị điều hành để mà giữ vững khí thế gì đó của 30 tháng 4 rồi tôn vinh cái lá cờ vào, tôn vinh cái gì nó bị hoen ố rồi, và tôn vinh cái kiểu gì mà để cho một người mà họ chửi nhục mạ cái lá cờ vàng kinh hoàng kinh thiên động địa như vậy mà quý vị vẫn để cho họ vác cái lá cờ vàng, còn nó nằm trong ban tổ chức, còn đứng lên sân khấu đi dạy dỗ cho cái cộng đồng cờ vàng các cụ mà râu dài ở nơi đây cách thức như thế nào, thế nào cách thức, thế nào phải yêu cờ vàng, yêu đảng, chống đảng cộng sản, chống cộng cộng gì đó, rồi yêu coi như là Việt Nam Cộng Hòa, rất tào lao. Cộng đồng cờ vàng đang bị sổ mũi hết bởi cái đám này. Nó chỉ là kiếm phiếu, nó kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi, và nó đang tạo ra những cái phe phái rất là dữ dội. Chúng tôi hoài nghi là ông Charlie Minh Chí đã không có biết cách để mà tổ chức, hay là chính bản thân ông ta muốn cho du đảng côn đồ lưu manh nó ở đây nó lộng hành để rồi trấn áp những cái tiếng nói đối lập, để mà ông ta muốn nhục mạ cờ vàng thêm một lần nữa, là cái cộng đồng cờ vàng ở đây nó vậy đó, nó bát nháo vậy đó, không có cái tổ chức nào. Một buổi lễ lẽ ra nó rất là trang trọng, buổi lễ cần phải trang nghiêm thì bây giờ nó phải có cái xáo trộn như vậy thì nó mới có điểm nhấn chứ. Cái bức tranh mà nó không có vài ba những cái giọt mực hay là đổ một cái hộp sơn đen vào trong đó thì cái bức tranh đó đâu có dơ, nó đâu có bày hay, và cái toàn cục của cái vùng Lý Đô Sài Gòn này thì nó sẽ hoàn chỉnh làm sao. Cho nên mình tổ chức dựng cờ vàng nhưng mà ngược lại mình phải làm bẩn cái chương trình đó để mà nó bớt đi cái tác hại. Có khi là góc nhìn ở phía bên kia, ở phía người anh em bên kia thì họ không đồng ý như vậy thì sao, cho nên muốn lấy điểm cho người anh em phía bên kia, cho nên nhiều khi phải làm cho cái chương trình tổ chức về cái lá cờ vàng nó phải làm rối lên, nó phải bị ô nhục, nó phải bị sụp đổ, đó mới là vấn đề. Cho nên là bây giờ mà trong cái văn bản này đó chúng ta thấy là nói cái gì,
Tự nhiên bây giờ đi nhắc lại là cha Lý Nguyên Minh Chí là cái người đã từng đưa nghị quyết này trong 6 năm qua. Mà cái buổi lễ có cái gì quan trọng đó. Quý vị chỉ hô hào thành phố đứng ra đó thì thay vì có đó một cái công viên thì công viên đó quý vị đến đó thì quý vị tập họp lại rồi quý vị chào cờ, quý vị tưởng niệm rồi gắn gắn một cái vòng hoa thì có gì lớn lao đâu. Cái điều này thì những cái chính quyền cộng sản của ta cũng hay làm đó. Thí dụ như là ta tưởng niệm ngày thương binh lịch sĩ, người ta đến đặt vòng hoa, người ta cũng chào cờ, người ta tưởng niệm, người ta cũng đọc ba tưởng niệm gì đó sao rồi họ đi. Thì thành phố bây giờ mà có làm cái chuyện đó như vậy ngay ngày 30 tháng 4 thì có cái gì gọi là quan trọng đâu mà phải gọi là đề xuất. Phải chỉ đề xuất mà cho được cư dân trong thành phố Westminster hay là cộng đồng người Việt mỗi người trái cam á, hay là trái chuối này nó cũng còn có ý nghĩa hơn, người ta còn thấy có lợi ích. Còn đằng này quý vị ra đó quý vị tập họp thì cái chuyện đó có gì quan trọng. Tất cả các cái đoàn thể ở đây người ta làm 40 mấy năm nay này, chứ đâu phải là 6 năm đâu. Họ làm từ hồi năm 1970 mấy là bắt đầu qua đây người ta đã làm rồi. Năm nào mà người ta không tưởng niệm. Có những năm tưởng niệm rất đông nữa, hàng mấy ngàn người nữa chứ không phải là bây giờ như quý vị chỉ có mấy chục người. Tôi nghĩ là khoảng 200 người là dữ lắm. Tệ hơn cái Phước Lộc Thọ hôm rồi. Phước Lộc Thọ hôm rồi nghe nói tại có cam, có chuối rồi có xôi, có sữa gì đó. Cho nên nhiều người họ cũng rất là hiếu kỳ. Với giả lại nằm ngay chỗ cái thương xá Phước Lộc Thọ thì bây giờ không hiếu kỳ nó cũng đông, là bởi vì bình thường nó cũng đã đông rồi. Cuối tuần thì người ta đi chợ, đi búa thì người ta đi, người đi qua, người đi vô, người đi ra, người đi vô thì thành ra thấy lúc nào cũng thấy là lùm xùm có 200-300 người. Chứ thực tế ra chưa chắc. Trong khi cái tượng đài nó nằm ở một cái nơi hẻo lánh thì ngày đó là ngày thứ ba nữa thì đảm bảo rằng chỉ có nhân viên thành phố rồi khoảng chừng nội bộ nhân viên thành phố mà lùa ra hết thì cũng chắc cũng khoảng mấy chục người rồi. Rồi có một cái nhóm mà gọi là thân hữu của quý vị hay là phe nhóm quý vị nữa thì ra, thì cho nên là chỉ được bao nhiêu đó thôi. Có người hỏi là chúng tôi sẽ đến hay không, chúng tôi sẽ đến chứ. Bản thân tôi mà nếu mà đi làm thì chúng tôi không đến được đi nữa thì cũng làm có những người anh em của chúng tôi cũng sẽ đến. Đến đầy đủ ghi hình cho quý vị và phản ánh đầy đủ thôi. Và chúng tôi cố gắng đến có mặt để mà chứng kiến coi cái lần này quý vị làm nó có bày hay tới đâu. Nó có du đảng lưu manh côn đồ mà xuất hiện hay không, và những cái đảng phái chính trị ma mảnh nào nó đứng sau lưng, nó muốn lộng hành, nó muốn nhảy vào các cái sự kiện của cộng đồng, và những cái kẻ mà nó gọi là chống cùi đó hay là những kẻ dân chủ cùi nó có hay không. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy, hoặc là cái bà gì mà hôm rồi chửi Việt Nam Cộng Hòa thậm tệ đó, đóng vai trò gì trong cái ban tổ chức sự kiện này, thì chúng tôi phản ánh hết những cái vấn đề như vậy thôi. Chúng tôi không dựng chuyện, chúng tôi không có bịa đặt, chúng tôi chỉ nói ra những cái sự kiện rất là sự thật. Cách nhìn nhận có thể là nó mang cái cách đánh giá của quý vị có thể cho rằng nó đúng hay là đúng nhiều, đúng ít, hay là nó thiên lệch hay là không thiên lệch, nhưng mà rõ ràng chúng tôi chỉ dựa trên những cái sự thật thôi. Rồi trong cái văn bản này thì cũng có nói rằng là xin 10 giờ xin cư dân người bản xứ hãy là tham dự cầu nguyện cho các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 đồng minh đã hy sinh về lý tưởng. Tức nghĩa là họ mang ra những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, rồi ngay cả 58.000 người đó lính Mỹ đã bỏ mạng trong cái chiến tranh đó. Thì họ dịnh vào, chẳng những là dịnh vào cái lá cờ vàng không, mà dịnh vào những cái người đã hy sinh để mà họ họ làm nổi lên cái vụ việc này để mà kiếm phiếu. Chúng tôi thì không tin tưởng. Chúng tôi mà tin tưởng, nếu mà họ chống cộng dữ dội đó thì họ sẽ thấu không với cộng sản, họ sẽ ngăn cản đàng hoàng. Rồi trong khi mà những người mà dân cử đó, người ta thấy rằng nó có dấu hiệu rất là rõ ràng. Thí dụ như là vừa rồi người ta cũng tố cáo, ngoại trừ cái việc mà tham dự Va-Va ra là còn hàng nhiều cái hình thức khác nữa. Thí dụ như là dân cử mà tiếp đón rồi tặng bằng tưởng lục gì đó cho có những cái người mà đóng góp rất là lớn trong cái văn hóa vận của Việt Nam, xây dựng những cái bộ phim mang đến chất là tuyên truyền dữ dội, nâng cao vị thế của các cái cơ quan mà cơ quan công an Việt Nam săn bắt cướp trong cái vụ mà Hai Phượng chẳng hạn. Và người ta thấy rằng vinh danh như vậy, chụp hình trong một cái khu vực, trong một cái không gian nhỏ mà lúc nào cũng có cờ vàng mà không bao giờ có cờ vàng, khi mà chụp hình chung với họ rồi tặng bằng tưởng lục cho họ,
và tham dự rất nhiều các cái sự kiện, ra mắt, ra phim, ra ảnh gì đó, những cái sự kiện gì mà có liên quan tới Việt Nam. Và người thấy là có cái sự kết nối, thậm chí là trong cái nhóm mà của cái dân cử đó, người ta thấy có cả những cái trợ lý hay là cố vấn, những cái người mà rất là quan trọng trong cái chiến dịch tranh cử của họ, điều hành toàn bộ các chiến dịch tranh cử của họ là những kẻ đi về Việt Nam hơn là ăn cơm bữa nữa, mà về Việt Nam ở rất lâu nữa chứ, chỉ trong một thời gian bao nhiêu năm đó, mấy năm đó thôi, mà họ đi về Việt Nam hơn 20 lần, 25 lần, kinh khủng. Thì quý vị, chúng tôi ở đây mấy thập kỷ rồi mà chúng tôi về khoảng chừng 6 7 lần là dữ lắm rồi. Trong khi họ là những người mà nắm đầu các cái dân cử, họ khống chế, hay nói đúng hơn, họ vận hành tranh cử của các dân cử, và lúc nào chương trình tranh cử của họ cũng là chống cộng, rồi cờ vàng, rồi bao nhiêu những cái chương trình nào làm gắn bản tên đường, hay là cho dựng cột cờ này dựng cột cờ kia, ra nghị quyết vinh danh cờ vàng cờ béo để mà lừa mị cái cộng đồng này, xóa mũi cái cộng đồng này, và họ cho muốn chứng minh rằng họ như là một người chống cộng dữ dội. Nhưng mà thực tế thì bây giờ nó lòi ra hết, quý vị, nó lòi ra là những cái kẻ cố vấn quan trọng như vậy cũng là những người đi về qua lại với Việt Nam rất thường xuyên, và người ta thấy có dấu hiệu, thấy có những cái hình ảnh là tiếp xúc với những cái người và cựu quan chức của Việt Nam nữa. Kinh thiên động địa lắm. Cái lằn ranh quốc cộng gì ở đây, toàn là họ nói dốc nói láo, không có cái chuyện mà nước sông không phạm nước giếng, không có cái chuyện mà lằn ranh quốc cộng phải rạch ròi gì cả, toàn là những cái đám ma mãnh, những cái đám mà hai hàng, những cái đám mà nó vừa đỏ vừa vàng, hay là những đám mà nó muốn ăn hai máng. Đó là cái điều mà chúng ta đang gọi. Thì bây giờ mà trở lại đó, trong cái cuộc mà tổ chức của cái buổi lễ này, thì chúng tôi cho rằng nó có rất lèo tèo thôi, nó bình thường thôi, bởi vì ngày hôm đó có ba cái buổi lễ, và chúng tôi nghĩ rằng cái buổi lễ của ông Phan Kiền Nhân mà tổ chức buổi trưa chắc cũng không đông, và thông thường thì buổi tối đó người ta rảnh hơn, buổi tối ngay cả cuối tuần đó, nhiều khi người ta cũng đến vào buổi tối sau khi mà cơm nước rồi, thì nó cũng gần khu vực người Việt, thì nhiều người tối cũng chạy ra đó một chút, thay vì ở trong nhà thì chạy ra ngoài đó đứng một chút cho nó hóng mát, rồi nhiều khi rồi cũng gặp được những cái người bạn bè chẳng hạn để mà nói dóc nói láo rồi chơi cho nó vui. Cho nên thường thì buổi tối có thể đông hơn, và chúng tôi nghĩ rằng cái tổ chức của ông Phát Bùi đó thì vào buổi tối có khi nó đông hơn, trong khi ở đây là thành phố, người ta thấy là thành phố đến làm gì, thành phố đến là chỉ nghe cái đám dân cử ở đó, mời ông này lên phát biểu, mời ông kia lên phát biểu, mời ông nọ lên phát biểu. Phát biểu gì? Dân cử lẽ ra là ai, là phải phục vụ cho dân, là đầy tớ của dân, chứ đâu phải lúc nào các cái sự kiện cũng dành lên sân khấu giống như hôm rồi ở Phước Lộc Thọ. Các bạn có thấy họ mời hết dân cử này dân cử nọ, nhà tài trợ nó bỏ ra ngàn mấy, 2-3 ngàn gì đó, nó tài trợ, là bắt đầu nó đứng trong cái ban quản lý, đứng trong cái ban mà gọi là cái gì, cái ban tổ chức, rồi phải mời nó phát biểu, phải dạy dỗ cộng đồng thế này, nó phát biểu cái kia. Rồi ngay cả dân cử cũng vậy, họ đi xin phiếu, họ đi xin tiền, họ đi xin chức, chứ có họ phải là phục vụ gì đâu mà đứng lên sân khấu họ phải phát biểu như thế này thế kia. Trong khi đó có khi họ cũng chả phải là dân chống cộng, họ cũng chả phải tâm huyết gì vấn đề mà cộng đồng cờ vàng cờ véo gì đây cả, chẳng là những cái đầu lời đầu môi, những cái lời sáo ngữ, những cái lý luận rất là rỗng tết, theo những cái chiêu trò mà nó muốn trục lợi theo cái hướng là nó muốn kiếm phiếu kiếm tiền thôi. Cho nên những cái trò đó rất là mất thời gian, nhiều người trong cộng đồng người ta sáng con mắt ra, người ta không thích nữa. Đi đến sinh hoạt của tổ chức nào tối ngày toàn là mời hết ông này tới ông kia, dân cử nó đến nó không cho tiền thì thôi, chứ nó đến nó không cho tiền mà còn phải mời nó lên để mà phát biểu phát bọ nữa, để mà nó kiếm phiếu kiếm tiền, cái tên đó nó còn dạy dỗ mình phải làm thế này thế kia. Nó là trình độ gì, nó đi xin chứ nó đâu phải là nó đi cho đâu, nó cho cái gì? Nếu mà các cái sự kiện của quý vị, họp hội đồng hương, họp gì đó mà nó lợi, mà nó cho 5.000, 3.000, 200, 500 thì có thể tôn trọng. Đến ăn và tốn thêm một vé, tốn thêm một ghế, tốn thêm một bàn. Rồi bây giờ nó lập ra những cái chương trình như thế này thì cũng là thay phiên nhau, người này nâng người kia, mặc áo thủng vái nhau thôi, chứ làm quỷ gì có lợi cho ai đâu. Tưởng niệm thì bao nhiêu người cũng tao cũng tưởng niệm rồi. Ký ức thì bao nhiêu người cũng ký ức rồi, mỗi người có ký ức khác nhau hết. Ngày 30 tháng 4 1975 không ai giống ai hết. Những cái ký ức rất là buồn, còn những cái ký ức của những người mà bỏ chạy được ngay trong ngày 30 tháng 4 là những ký ức đó nó còn đỡ hơn, người ta cảm thấy sáng sủa hơn, người ta cảm thấy rằng
được gọi là giống như là cái bà đó, bà nói là chạy tới đáy đó, chạy tới đáy mà thoát được, ra khỏi được, lên tàu được, hạm đội của Mỹ qua đảo Guam được, là trở về Mỹ được, thì những người đó họ có ký ức, cảm thấy là nó hứng khởi hơn, mặc dù cái tương lai trước mắt trong cái thời điểm lúc đó nhìn nhận nó bấp bênh, nhưng mà đến ngày hôm nay nhìn lại thì người ta thấy rằng nó còn đỡ hơn những người mà phải ở lại, phải bị đi tù cải tạo, hoặc là những người sau đó phải chọn cái cách là đi vượt biên rồi phải bỏ mạng trên biển. Cho nên cái đám mà nó tổ chức như thế này, nó làm sao nó sâu sắc, làm sao mà nó thật lòng bằng những người đã trải qua những cái thăng trầm, những cái biến cố trong khi đó. Những cái biến cố mà cái tụi dân cử hay cái tụi mà tổ chức theo cái kiểu để mà mang tính chất hình thức á, nó chỉ là nằm ở trên đầu môi nó thôi. Chúng ta thế này, chúng ta như thế kia, chúng ta như thế nọ, chúng ta cái gì? Chúng ta cái gì mà chui đầu vào ăn của ba ba? Chui đầu vào tặng bằng tưởng lục cho nhóm này nhóm kia. Rồi lại nằm dưới những cái người mà họ tư vấn đó, họ đi về Việt Nam, họ kết nối với Việt Nam. Rồi ngay cả anh đi vào cái chân thiện Mỹ như thế nào mà toàn là trong cái quá trình mà vận động tranh cử thì lên kết nối với toàn là du đảng, những cái tên tội phạm, ngay cả lên những cái kênh YouTube của tội phạm ngoại quốc luôn nữa, kinh hồn. Rồi nói những cái điều gì, làm sao ai tin tưởng được. Còn trong cộng đồng này thì rất là vô lối, tổ chức một sự kiện 35 năm thì lại đi vinh danh một cái tên mà YouTuber mà học lớp 7 trường làng, muốn làm lãnh đạo trong cả một cái hệ thống báo chí ở nơi đây. Sao được quý vị? Quý vị quá lố rồi. Làm những cái điều đó người ta không có tin tưởng, làm vinh danh cờ vàng gì cả. Vinh danh cờ vàng hay là tôn trọng cái cộng đồng này, nó xuất phát từ cái tâm, xuất phát từ cái hoạt động. Và có lẽ là tất cả những cái điều đó cần phải chỉnh đốn thôi. Và chúng tôi thấy rằng họ cũng chả chỉnh đốn gì cả, và thậm chí họ còn lung manh hơn. Họ bắt đầu kết nối với cái đám côn đồ, và ta làm bại hoại cho cả một cái cộng đồng ở nơi đây. Bây giờ ở trong nước họ nhìn ra họ cười. Cái gì đây? Đánh nhau loạn cào cào hết, ngã rật ra ở dưới cái chân của cái cột cờ vàng. Ngay cả một cái thương sáp với Lục Thọ nói là thủ phủ tị nạn gì đó, ngay cả một cái ấp chiến lược Bôn Sa, cái nóc nhà của ấp chiến lược này, cái nơi gọi là trung tâm, có người gọi là trái tim của lý đô Sài Gòn gì dữ dội lắm. Nhiều người đến đây du lịch là thấy nó nhỏ xíu, chả có ra cái gì hết. Và thậm chí là sự kiện mà dựng cờ vàng ở nơi đó được đánh trống thổi kèn hô mưa gọi gió dữ dội. Nhưng cuối cùng thì du đảng lộng hành, để cho một cái bà chửi Việt Nam Cộng Hòa chả ra làm sao, chạy té đá, chạy quăng súng, quăng áo, quăng ngón gì đó, vác cái lá cờ vàng rồi lên sân khấu dạy dỗ cái cộng đồng này nữa, thì thấy ra cái gì đâu. Bắt nháo bày hay, và thậm chí là quay ngược lại nhục mạ cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, nhục mạ cái gọi là tháng tư đen, và nó muốn gắn vào cái tháng tư đen trở thành tháng tư tại ta đái. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên trong cái tháng tư này đó, năm nay là có tháng tư bày hay nhất, và cái cộng đồng này đang bị dẫn dắt bởi những người rất là bày hay và theo những cái xu hướng rất là coi như là lưu manh các đảng cu hồn. Không thể là che giấu được đảng phái nào, tên tuổi nào, ai đứng đằng sau, ai đứng đằng trước. Chúng tôi đang thu thập tất cả những cái điều đó, và chúng tôi sẽ đến một cái ngày và sẽ phải bạch hóa nó, và sẽ có những cái biện pháp rất là hữu hiệu để mà chúng ta cho đồng hương họ thấy, hoặc là phải hạn chế được, hay là đúng ra đẩy lùi được những cái chuyện đó. Thì nói tóm lại là đến thời điểm này thì chúng tôi cũng vẫn đặt ra một cái câu hỏi rất là cũ thôi, là ngày 30 tháng 4 với cái lễ mà ông Charlie Minh Chí nói như vậy đó, thì chúng ta có đảm bảo là an toàn hay không, đảm bảo an toàn cho quý đồng hương hay không. Một cái cảnh báo về an toàn trong cái ngày đại lễ hay là cái buổi lễ tưởng niệm gì đó, mà ngày quốc hận gì đó, có an toàn cho mọi người hay không? Giống như trước đây ở cái vụ Phước Lộc Thọ, chúng tôi đã từng cảnh báo trước đó rồi, vài ngày rồi, chúng tôi cũng cho rằng là có thể là bị đổ vỡ cái vấn đề về an ninh hay là vấn đề thời tiết. Chúng tôi đã đặt ra nhiều vấn đề. Thí dụ như ngay cái ngày 30 tháng 4 này mà đi bây giờ cũng nên trả lời là bà chửi mà Việt Nam Cộng Hòa chạy tới đáy đó, dữ dội, làm kích động cái cộng đồng đó, thì bà ta có mặt hay không?
Hay là đưa cho bà ta cầm cái lá đại kỳ nữa để mà kéo cờ lên. Và những người khác tham dự có an toàn hay không? Đó là cái câu hỏi. Và cần được trả lời sớm. Và hôm nay thì chúng tôi tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.